Rồi từ sáng đến giờ quý vị ơi, tất cả mọi thứ đã được lên trên cái chiếc trailer này nè. Rồi thì để Hailey tí nữa kể cho quý vị nghe vì sao phải thuê cái trailer này mà không thuê luôn cái xe truck đó. Thì sáng giờ ông bà nội với con mình với chồng bê hết đồ lên đây. Thì hôm nay là ngày dọn đồ để chuẩn bị đi tiểu bang khác ở rồi quý vị ơi. Chia tay với ngôi nhà thân yêu của ba mẹ chồng mình, rồi chia tay với bà con dòng họ mấy bữa nay rồi. Rồi hàng xóm cũng nói lời chào tạm biệt. Nhà mình thân nhất là cái nhà hàng xóm này. Mình sẽ đi như vậy nè quý vị. Một cái xe truck của ông xã mình sẽ kéo cái trailer này. Rồi đây là ngôi nhà của ba mẹ chồng đây. Ba mẹ chồng sắp nghỉ. Thì bây giờ là 2:20 chiều. Thì gia đình của Hailey khởi hành để đi xuyên bang nha quý vị. Thì từ Cali, từ nhà Hailey mà qua tới tiểu bang Illinois là tiểu bang mà gia đình Hailey sẽ đến sinh sống và làm việc ở đó. Thì sẽ trải qua 6 tiểu bang. Thì ông xã của Hailey tính rằng là nếu như thời tiết đẹp và đi thoải mái giờ thì mình có thể đi 3 ngày hoặc là 3 ngày rưỡi. Nhưng nếu thời tiết hơi xấu chút xíu thì mình đi khoảng 4 ngày mới tới. Thì gia đình của Hailey là thuê một cái trailer đó, cái bên mình gọi là cái thùng đó quý vị. Xong là nối vô cái truck của ông xã mình. Thì đem theo những đồ mà thật sự cần thiết thì mình đem thôi, còn thật sự không cần thiết thì để lại hết. Thì sau đây là ông xã của Hailey muốn gửi lời chào đến quý vị. Husband love ơi. Xin chào. Yeah, my son here. Hello. Yeah, thì quý vị biết không, đáng lý ra đó thì Hailey và con trai của mình sẽ đi máy bay cho nó khỏe. Nhưng mà ông xã của Hailey thì chạy xe một mình. Rất là tội nghiệp, nếu mà chạy xe tới 4 ngày thì ông xã sẽ rất là buồn và có khi buồn ngủ. Thành ra là ráng chịu khó đi chung. Nhưng mà cũng rất là thoải mái quý vị. Hailey có thể ngửa ghế ra để nghỉ ngơi. Con Hailey có thể nằm ngang lại cái băng ghế cũng được. Thành ra là thôi đi chung cho nó vui vẻ, thoải mái. Kệ gia đình thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. May mắn chúng ta cùng đến, nhưng mà có gì đó không may mắn thì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Yeah. Thì ông xã của Hailey tính là từ đi lúc 2:20 chiều thì đến tiểu bang, hết cái tiểu bang Cali thì sẽ đến Wednesday, Arizona. Yeah. Thì đến đó sẽ khoảng 8-9 giờ tối thì sẽ nghỉ ngơi tại đó và sáng mai tiếp tục hành trình. Thì kính mong tất cả quý vị luôn yêu thương gia đình của Hailey thì cùng đồng hành với Hailey đi xuyên bang nha.
ngay chỗ vùng ven của tiểu bang Cali rồi quý vị. Ở đây nó là vùng sau gần 8 tiếng nhà mình chạy thì nhà mình đã tới cái chỗ ở giữa của Arizona quý vị. Thì bây giờ đã thuê được cái hotel và tối nay sẽ nghỉ với lại cái hotel đêm đầu tiên. Nếu mà không cho quay thì mình tắt nha quý vị. Mình thuê phòng 2 giường ngủ.
Đây phòng đẹp nha quý vị ơi. Phòng này có giá là 125 đô. Rất rất là đẹp đây. Đây quay. Đây. Chồng lái xe bơ phờ. Đây. Oh, very nice, look very clean. Ok quý vị ơi. Bây giờ gia đình Haley vừa ăn tối xong và đã trở lại phòng. Thì đang chuẩn bị tắm rửa và nghỉ ngơi để tiếp tục vào cái hành trình ngày mai. Thì kính mong quý vị hãy tiếp tục xem và theo dõi cái hành trình của gia đình Haley đi xuyên bang từ California đến Illinois nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị ngủ ngon nha.